Cảm ơn các chị đã giúp đỡ và hỗ trợ em rất nhiều trong quá trình chuẩn bị hồ sơ du học và giúp em nhận được visa chỉ sau 2 tuần. Em rất là bất ngờ. Em tên là Nguyễn Thu Hà. Em đã tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Tự nhiên chuyên ngành Công nghệ sinh học được 2 năm ạ. Và sắp tới thì em sẽ học Master ngành Medical Biotechnology ở trường UTS với học bổng là 30%. Trước đây thì em cũng học thạc sĩ 1 năm cũng cùng chuyên ngành tương tự chuyên ngành công nghệ sinh học ở Việt Nam, nhưng mà em thấy là không phù hợp lắm nên là em lựa chọn việc đi du học nước ngoài. Và em thấy Úc là một nước mà có nền giáo dục hàng đầu và có rất nhiều trường đại học nổi tiếng. Ngoài ra thì cái ngành công nghệ sinh học cũng rất mà em theo đuổi thì cũng rất phát triển ở đây, nên là em nghĩ Úc sẽ là một điểm đến thích hợp của em. Trong một giờ dịch tình cờ em lướt Facebook thì em đã thấy quảng cáo du học trực tuyến của Integrate, thì em thấy là nó rất là tiện vì mình không phải đi đến tận nơi để thăm quốc gia, nên là em đã đăng ký. Thì em nhìn thấy trên website của Integrate thì em đã thấy có rất nhiều các bạn học sinh được du học thành công với cả học bổng rất cao. Với ngoài ra thì các chị cũng tư vấn support em rất là nhiệt tình, nên là em lựa chọn đồng hành cùng Integrate. Quá trình chuẩn bị hồ sơ du học em khá là đơn giản. Đầu tiên là các chị sẽ đưa cho em một checklist các trường phù hợp với cả mong muốn và định hướng của em. Do đó là cùng em lựa chọn một các trường phù hợp nhất trong các checklist như vậy. Và sau đó thì bọn em các chị sẽ định hướng làm mạnh hồ sơ học thuật của em, bởi vì là GPA của em cũng không cao nên là các chị phải có các định hướng phù hợp cho việc các hồ sơ học thuật của em, giúp em nhận được offer của 3 trường chất lượng ở Úc là UTS, Wollongong và Macquarie. Lựa chọn cuối cùng của em là UTS với 30% học bổng. Mặc dù trong thời gian này thì visa Úc rất là siết chặt và có thể là khả năng nhận được kết quả là phải cả tháng, nhưng mà nhờ các chị đã support mà em đã nhận được visa rất nhanh, chỉ sau 2 tuần. Và cái việc làm qua online thực sự là rất hiệu quả, và các chị đã đưa cho em một checklist rất là đầy đủ và chi tiết, giúp em không bị lỡ hay là thiếu mất một cái tài liệu nào. Cảm ơn các chị đã giúp đỡ và hỗ trợ em rất nhiều trong quá trình chuẩn bị hồ sơ du học và giúp em nhận được visa chỉ sau 2 tuần. Em rất là bất ngờ.